Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì tình hình dịch bệnh ở chỗ bạn thế nào rồi? Ở mình vẫn rất là căng thẳng, nên là chúng ta nên hạn chế ra ngoài. Vẫn như thường lệ với con tướng Ata này, mình sẽ đi cướp bùa. Trận này bên bạn lại ăn bùa xanh chưa? Ăn bùa xanh thì mình ăn thôi. Mỗi anh em nhậu một con nhìn ngon phết nhỉ. Mình đứng né né ra ria đấy để kiếm tí vàng từ con quái nhỏ đấy. Tình hình này bên bạn vẫn chưa biết là mình đang ăn trộm à? À, bên bạn đang tập trung bên kia để cướp bùa đỏ bên mình. Ngon quá, không bị mất mà mình đã ăn được con bùa đỏ rồi. Đây là mình sẽ nấp vào đây để chọc máy vào mít đấy à. Mít có bộ skin rất là đẹp. Này, ôi dồi, không được rồi. Không tới cái bức tường rồi. À đấy mà tới cái bức tường thì mình còn cợt nhả gì á. Thít. Úi dồi, tốc biến này. Ăn đi bạn ơi, rồi ngon quá. Wow, bộ skin rất là đẹp. Nhưng mà cũng phải nằm im với cả mèo công nghệ của điêu thuyền. Đợt này thì gà rán rất là dễ tính, tặng nhiều skin. Và lại còn là skin là bậc S cơ. Đợt trước thì là của Mina, đợt này là của điêu thuyền. Đây anh em ơi, ra đây ăn. Chuẩn bị à? Thịt, đây, trong bụi. Ý, ơ hiểu. Rìu ma bị ra đu đưa cho rất là nhìn rất là mệt mỏi. Ông rừng ông ấy vẫn mãi farm nên là không ra. Pha đấy là ra có khi ăn được rừng bên bạn đấy. Đây đây. Rồi, ăn được con quái nhỏ. Đây. Rồi, nào. Đã hồi triệu, thịt. Cả hai cùng bị hất tung nhìn rất là tấu hài. Ai à? À, đây là mình có chiêu cuối rồi. Ăn bạn ơi. Úi dồi, không ăn được mà được cái mạng hỗ trợ kìa. Tương đối buồn. Thôi, té đi tốp ơi. Vừa rồi mình định rủ tốp ra ăn cái bùa đỏ. Nhưng mà bên bạn ra rồi lên chuồn. Nhìn tốp rất là tội nghiệp vì ông tướng lộn không qua được tường. Nên là không chạy. Đấy. Đang khóc kìa. À đấy thì bỏ thôi. Mình cũng định lộn qua tường để ăn bùa đỏ đấy. Nhưng mà cũng không lộn được. Ata này thì nó có thể lộn được qua tường đấy. Nhưng mà chỉ những cái tường mỏng thôi. Tường dày nó không thể lộn qua đâu. Sau một hồi chọc ngoáy lấy lợi thế cho team thì mình lại trở về đường thôi. Nhưng mà mình cảm giác như cái chiêu 2 của Ata giờ nó ngắn hơn hay sao. Này thì vào trụ này. Tiếp tục bạn ơi. Nào bạn ơi. À, rừng hổ bá tí. Ngon chưa, ăn được cái bạn rừng có bùa xanh ở chân. Nhưng thực ra Ata thì bùa xanh cũng không có nhiều tác dụng đâu. Cái tác dụng lớn nhất hiện giờ đó là làm cho rừng với bạn thọt. Trận này thì bên bạn nhìn rất hổ báo với Triệu Vân có bộ skin và Ra có bộ skin rất là đẹp. Thì Ata này trước mình có chơi mấy trận ấy, nhưng mà mình chơi cởi chuồng thôi, không có skin. Đợt này thì được gà rán tặng free skin của đấu hạ, nên là vào chiến đấu luôn. Thì con Ata này nó có cái nội tại. Khi mà bị mất máu ấy thì nó sẽ có một cái thanh máu ảo. Đây là thanh máu ảo thôi nhá, không phải máu thật đâu. Nếu mà mình gây sát thương lên tướng địch ấy, hoặc là quái lính thì sẽ được cộng vào máu thật. Nó tính theo 50% cái sát thương mình gây ra đối với tướng, hoặc là 25% với cả lính và quái rừng. Còn nếu mà mình mà không sử dụng cái thanh đấy thì 7 giây sau thì cứ mỗi giây nó sẽ trừ 3% của cái cột máu ảo đấy. Nên là mình mà bị mất máu ấy thì mình nên là kiếm cái gì đó để mình đánh để cộng lại máu. Đây là một con tướng trụ lại trong giao tranh tương đối là lâu đấy. Vì khả năng hồi phục cộng với là khi mà tung chiêu thức ấy, chiêu 1 và chiêu cuối ấy, thì nó sẽ không bị khống chế đâu. Đấy là rất là cái lợi thế của Ata khi mà ở trong giao tranh. Này thì rình mò.
Lại đây bạn ơi. Chạy rất là nhanh. Mình lâu lâu mình không chơi ATA nhưng cảm giác như chiêu 2 của ATA bây giờ nó ngắn hơn một chút thì vậy này. Thịt, ủa, không kịp rồi. AD rất nhanh tay tốc biến. Ủa, ở đầu kia thì Triệu Vân hổ báo và lao tận vào trong trụ. Và cái kết bạn phải trả đó là nằm xuống. Như ở đường top thì bên mình cảm giác như Ryoma không thủ được với cả Tara. Mặc dù team xanh hơn nhưng mà bạn vẫn bị nằm xuống. Chiêu thức của ATA này thì ở chiêu 1 nó có thể nhảy 2 lần. Và khi mà đập xuống đất ấy, thì nó sẽ gây 150 sát thương vật lý cộng với cả 5% máu tối đa của tướng địch thành sát thương vật lý. Và cái lần nhảy thứ hai khi mà hạ xuống ấy thì nó sẽ làm choáng tướng địch có 0.5 giây đâu. Nhưng mà thực ra thì đấy cũng là một cái lợi thế khi mà ATA ấy không bị làm choáng trong thời gian tung chiêu, mà khi mà kết thúc chiêu nó lại làm choáng được tướng địch. Mình đánh giá rồi tưởng để Triệu Vân chạy mất. Mình đánh giá thì nếu mà team bạn có Hindu ấy thì mình có thể dùng ATA để phá Triệu Hindu cũng rất tốt. Rồi mãi nói chuyện thì bên đường top bên mình đã bị đẩy mất rồi. Tưởng ATA hết chiều cuối rồi, ra vẫn còn chiều cuối. Hit này thì đẩy vẫn còn cái bất tử, mất đi bạn ơi. Rồi. Xét về mạng hạ gục thì bên mình đang nhiều hơn, nhưng về trụ ấy thì bên mình lại ngọt hơn rất nhiều. Bên bạn không đi ganh mà chịu khó ôm đường và tận dụng lúc bên mình đi ganh cho nhau thì đã đẩy được những cái trụ đầu tiên của bên đường Tà Thần và bên đường Rồng. Mất trụ ấy rất là thọt đấy, nên là rồi giờ mình sẽ tập trung đẩy lại trụ thôi. Cái chiêu 2 của ATA này thì gần giống Grack ở cái chỗ là nó có thể kéo tướng địch lại một đoạn. Và khi mà nếu mà nó tung chiêu 2 ra mà đâm trúng với công trình hoặc là cái vách đá đấy thì nó có thể lôi cả tướng địch cả bản thân ATA lao vào cái điểm tường đấy và làm choáng 0.75 giây cộng với là gây sát thương ấy. Này thì đừng bắn. Đâu rồi, AD đâu rồi? Thôi rồi, rồi. Pha đấy AD bên mình ngủ hơi xa. Này thì chạy. Dừng pha được không? Dừng lại là còn được à? Batman hiện ra là coi như ra đi rồi. Dừng pha đấy chốt AD bên bạn. Nhưng mà không ngờ bị bên bạn ra úp sọt. Thôi rồi rồi. Điều thuyền nhìn có vẻ không ngổ rồi. Ngon quá nhỉ, bạn điều khiển bên mình chơi rất là hay đấy. Đây đây, mình sẽ lên để giúp tốc biến, tốc biến. Này. Thật ra tìm bạn chạy này tương đối khổ sở khi mà liên tục là nằm xuống. Mà nhân vừa rồi Batman có thịt điều khiển bên mình thì mình mới nhớ ra là đuổi. Định lên kiếm cái mạng hỗ trợ tìm tí vàng nhưng mà không được. Và mình đang nói dở đó là đợt này không biết lỗi như thế nào ấy. Đó là lên đồ phụ trợ, ví dụ như mình lên cái giải khống chế chẳng hạn. Mình thường sẽ lên cái giải khống chế khoảng đầu game. Đến tầm giữa game khi mà những con tướng tàng hình bên bạn mạnh như là Ngộ Không chẳng hạn, thì mình sẽ lên cái mắt. Nhưng mà đợt này lại thấy là không có cái có thể đổi được. Ngày xưa chỉ cần đổi cái nó là không mất tiền luôn, nhưng bây giờ mình thấy tận 9999 hay 999 cơ, nhìn rất là mặn, nên là mình cũng chưa thử là để đổi như nào. Mà bây giờ bán đi thì em mất thời gian lên một chút tiền, nên là mình trận này mình sẽ lên cái mắt đầu tiên luôn. Với cả trận này thì bên bạn có ra và có nhiều khống chế thì mình sẽ tận dụng cái không bị khống chế khi sử dụng chiêu 1 và chiêu cuối của ATA để mình đánh thẳng vào ra. Ôi giời, không có ai ở đây kết thúc Tara.
này thì làm ra đây ra. Thấy Batman đây thì mình sẽ lộn vào chân của tướng bên mình để Batman có sổ vào thì cũng là nằm xuống thôi. Tầm này thì mình cũng rất xanh rồi, hạ gục 2 và hỗ trợ 10, như thế là rất xanh xa với một vị tướng trợ thủ. Chiêu cuối của Ata thì có một cái tương đối là bóp, đó là khi mà sử dụng ấy, đâu anh ấy thịt à. Mình tưởng Batman chạy đường này, không ngờ ông tướng không ổn rồi, không đuổi rồi, để Batman chạy cay mũi nha. À, đang nói dở đó, chiêu cuối ấy, khi mà sử dụng chiêu cuối thì nào thịt đây đây, còn ta là thịt anh em ơi. À, giết nốt ra đùa ấy. Úi dồi ôi, ông ra ông còn tốc biến ạ. Rồi chết rồi rồi. Cafeni bắn đau quá nhỉ. À nhầm, xin lỗi các bạn, mình lại nói Cafeni Celica. Đây là một con tướng AD rất là khó chịu khi mà, nói chung vì là AD nên là để tất AD nào cũng thế, cứ để bên bạn có đồ là bắn rồi thì không chạy đâu được. Đây, đã được hoàn thiện 3 món rồi. Có món xuyên giáp thả là bắn đau thế. Đợt này ở cái mùa này thì kiếm điện tăng sức mạnh, có thể gây chí mạng phép, nên là những tướng xạ thủ lên thì rất là lợi thế. Đặc biệt là những con tướng như là Slim hoặc là Van Heel. Nói chung mình nghĩ là AD thì đa phần ai cũng có thể lên được. Quay trở lại trận đấu thì trận này thì bên mình cũng dần lấy lại lợi thế rồi, nhưng mà đây mình sẽ ra ăn Batman tít. Úi giời, không được rồi, định kiếm cái mạng mà vẫn không ăn được. Đấy, quay trở lại trận đấu thì đây ơi, ok ăn tốc biến này, tốc này chạy đi bạn ơi, ăn nốt rồi, ăn được cả ra lên đây. Bên bên mạng mà có dấu hiệu chửi nhau rồi, vẫn xoay quanh chủ đề là hồi máu và hút máu. Bên mạng vẫn đang chửi nhau là mid không lên sách truy hồn, và top thì lại không lên đao truy hồn. Nói chung là thời điểm giờ ấy thì mid lên sách truy hồn cũng rất lợi thế, vì mình thấy là đây là món đồ cũng à đây đấy, Batman này chạy đi chạy này. Đang nói dở về sách truy hồn, đó là công phép cũng nhiều mà có cái lợi thế đó là giảm hồi phục của đối phương thì cũng rất là lợi, nên mình đi mid mình à đây này này chạy. Ừ, vẫn có tốc biến à, à còn AD ở lại khóc thuê. Khóc thuê này. Mình đang nói dở đó, mình đi mid ấy, mình cũng rất hay lên cái sách truy hồn đầu tiên luôn. Rồi bè mạng đã 3 người làm xuống này thịt nốt rồi. Đến thời điểm này thì cũng có thể kết thúc game đấu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt tất cả các bạn.